trưởng làng á, ổng tuyển chồng cho con gái của ổng. Hả? Chạy, chạy đi. Đừng lại. Nè nè nè, mọi người làm cái gì vậy? Hả? Tại sao mà cứ đến cái ngày mà con gái tao tuyển chồng là mọi người bỏ đi hết vậy? Trong khi đứa con gái yêu quý của ta mới vừa tròn 18 tuổi. Cái gì? À, thì 28 tuổi. 38. À, rồi 38. Được sự chấp nhận của già làng. Mà già làng trong buôn làng này là ai? Là ai? Là ông. Đúng rồi, là ta. Nên hôm nay ta có mặt ở đây để kiếm cho nó một tấm chồng đem về ở chung với nhau. Con ông xấu ơi là xấu, nghĩ sao mà người ta dám cưới vậy? Nè nè nè, nói cho mấy người biết nha, bơ lan của ta ngày hôm nay không còn là bơ lan của ngày xưa nữa. Không tin. Vậy thì xem đây. Tôi xin kể ra nơi đây chuyện một người thiếu nữ đẹp, đẹp như đóa hoa lan rừng, hương sắc ôi mặn nồng. Nàng mang tên là Lá Lan, Lá Lan người xứ Cô Man, chưa yêu đương chưa đau thương chưa biết yêu là gì. Thôi ơi, bây giờ nè tôi xung phong làm mẹ chồng của con Ba Lan. Tôi nữa, tôi nữa. Được hết, được hết. Nghe gì chưa con? Dạ. Ai đây? Tôi chính là Ba Lan. Ủa còn cái cô kia là ai? Đây hả? Đây cũng là bơ nữa, mà là bơ dầm. Là sao? Là dầm bơ cho bé Lan ăn á. Trời ơi, cưng dễ sợ à. Xin giới thiệu với mọi người, đối với bơ Lan, đây chính là vú nuôi. Còn trong cái tiết mục này, cô ấy chính là người dẫn chuyện. Thôi vô dầm bơ tiếp đi chị. Để chị vô dầm bơ cho em ăn nha. Cưng dễ sợ à. Trời ơi. Cha. Sao con? Sao lễ kén chồng cho con toàn là bánh bèo không vậy? Không có đàn ông, con không thích ăn bánh bèo. À hư hư. Còn bà đâu? Con tôi chăn voi rồi. Con bà. Con tôi làm con voi cho con bà chăn rồi. Gì? Không. Con tôi đi chăn voi với con bà rồi. Con bà. Con tôi đi chăn con hai bà rồi. Yeah. Được rồi. Nếu đã như vậy ta phạt mỗi nhà 100 thúng bắp, 2 con trâu đực và 8 con lợn con. Ê! Alo. Con hả? Tới liền. Bị phạt. Con phạt. Trời ơi, tôi đang mơ hay là tôi đang tỉnh? Tôi đang tỉnh. Cha ơi, lợi hại quá. Nói có một câu thôi mà trai tràn bờ đê, trai khắp một miền quê, thấy mà phê. Miệng con vui là cha vui rồi. Yeah. Nào, các tráng sĩ, như mọi năm con gái của ta sẽ ra một câu đố, và ai trả lời được câu đố đó sẽ chính thức làm chồng của ta. Yeah. À, của con ta. Đố gì mà năm nào cũng đố hoài trơn cậu vậy? Thì mỗi năm Bơ Lan ra một câu đố, mà chắc có lẽ năm trước câu đố khó quá cho nên chưa có ai trả lời được. Bé, năm trước bé đố cái gì mà mất tiêu rồi. Năm Bơ Lan 18 tuổi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Thôi. Câu đố có nội dung như sau: 1+2+3 bằng mấy? Trời đất ơi, câu đố dễ dàng vậy cũng đố sỉ nhục trí tuệ người nghe không? Mày ngu hả? Trời ơi, mày mà trả lời được á, mày làm chồng nó đó. Nè, mà mày thử mày trả lời sai đi, tao bắn mày chết. Chàng ơi, chàng biết hả chàng, bằng mấy vậy chàng? Thà chết chứ không chịu làm chồng Bờ Lan. Là sao? 1+2+3 bằng mấy? Bằng 4. Sai, chết đi. Hốt. Vậy đó, cha tôi bắn hụt suốt 10 năm và tôi vẫn chưa có chồng. Mãi cho đến năm 38 tuổi là năm nay em khỏi quay. Năm nay Bờ Lan quyết định ra một câu đố khó hơn. Câu đố có nội dung như sau: có một người con gái rất là xinh đẹp tên là Bờ Lan.
Và một ngày nọ, Bo Lan đã đi tung tăng trong rừng. Bỗng nhiên, ô kìa, Bo Lan bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng tên là Bo Lan. Câu hỏi có nội dung như sau: có tất cả có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tên Bo Lan? Tao quấn là nha. Trả lời đi. Trả lời đi. Hả? Bằng mấy? Một Bo Lan cộng một Bo Lan. Bằng hai, nói đi. Trời ơi, tôi năng đi. Bằng ba Bo Lan. Chết đi. Hốt. Kẹt rồi con ơi. Ủa chữ bắn rồi. Ôi kẹt trời. Chàng sao thôi được rồi. Bằng mấy? 5, 10, 15, 20. Bằng mấy? Tự nhiên không thấy đường, không thấy đường. Mù gì ngang xuôi vậy bà nội? Vậy số này là số mấy? Chắc chắn là số 2. Con ơi, chúc mừng chàng. Cuối cùng con gái của ta cũng đã có con rồi. Yeah, có chồng rồi. Yeah. Lo cho chồng con kể cha. Dạ vậy đi. Chàng ơi. Chuyện gì? Chàng đã trúng số độc đắc rồi. Giải thưởng là gì vậy? Em nè. Chịp lấy em đi. Bớt bớt giùm. Nè, cái câu đó của cô á, con nít 3 tuổi còn biết nữa. Người dân trong làng này á không muốn trả lời đúng á, tại vì cô xấu quá nên không lấy cô thôi. Mẹ. Cha ơi. Cha đây. Mọi người nói con xấu kìa cha. Không, con xấu thiệt. À, nhưng mà con ơi, đây không phải là lỗi của cha. Chứ lỗi của ai? Mà là của má con. Là sao? Nhìn đi. Giờ con đã hiểu vì sao má chết mà cha không để hình thờ. Em buồn quá chị Thiên Nga ơi. Chị đang dầm bơ cho em ăn nè. Giờ đi mà con dầm bơ dầm hoài à. Dạ không ăn bơ ăn gì. Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Tổng xấu ai xấu? Hả? Tổng xấu ai xấu? Tổng xấu ai xấu? Trời ơi! Vậy mới giống tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể, đúng không anh Lập? Bà không những xấu mà bà còn ác nữa. Bà xấu quá mà, bà ác quá mà. Bà xấu quá mà, bà ác quá mà. Nhỏ này pha năm thứ chắc luôn. Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Em có xấu không? Em như thế nào? Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào ngày nào? Từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhau, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em? Cha, cha ơi con khổ quá. Xấu đâu phải là cái tội, đúng không? Chị đây. Chị ơi, xấu đâu phải là cái tội, đúng không chị? Đúng rồi. Sinh ra trên đời, đâu ai muốn mình xấu, đúng không chị? Đúng rồi em à. Vì sao mọi người lại ruồng bỏ em? Mọi người xa lánh em. Không ai cho em tình yêu. Em có làm gì đến tội đâu chị? Em quyết định rồi. Em sẽ rời bỏ cái nơi này để ra đi. Em đi đâu? Em chưa biết nữa. Trời. Nhưng mà em nghe người ta nói cứ xách ba lô lên và đi. Cứ đi rồi sẽ tới. Tới đâu? Chưa biết luôn. Trời ơi. Em làm chị. Chị hồi hộp quá. Chị rất tốt với em. Em biết. Chị ở lại mạnh giỏi nha. Em đi đây. Trời ơi. Bà lại.
triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sâu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai mà mưa rơi hoài không hết. Có ai đâu mà nhớ. Ôi, ai vậy? Cứu tôi. Ai, là ai vậy? Cứu tôi với. Trời ơi. Trai đẹp. Chàng ơi, dậy đi chàng. Chàng là ai vậy chàng? Tôi. Chàng là ai vậy? Chàng tên gì vậy chàng? Tôi không nhớ. Không lẽ chàng đã mất trí nhớ rồi sao? Tôi chàng... khác. Đúng rồi, ai rồi cũng khác mà chàng. Khác nước đâu. Vậy hả? Đợi em chút. Uống đi chàng. Tôi vừa uống cái gì mà khỏe quá đi. Sữa của em. Hả? À không, sữa do em đem theo. Cảm ơn người đẹp. Anh vừa nói cái gì? Cảm ơn người đẹp. Mà đâu biết đẹp hay xấu. Là sao? Mắt của tôi không nhìn thấy được gì nữa hết á. Hả? Chàng vừa mất trí nhớ mà vừa bị mù. Trong phim người ta bị có một cái thôi, nó đẻ ra 30 tập phát 3 tháng chưa hết. Còn đằng này, nó vừa mất trí nhớ, nó vừa mù. Làm sao em gói gọn trong 15 phút đi hả chị Nga? Tôi không còn nhìn thấy gì nữa hết. Chàng ơi, không nhìn thấy gì nữa hết. Lưng của ai đây? Quỷ à. Sao mới đứng mà lại nằm rồi? Quỷ, chú Duyên. Tôi không nhìn thấy gì nữa hết. Tôi không nhìn thấy gì nữa chàng hết. Ơi, bình tĩnh, không bình tĩnh, nhìn thấy bình tĩnh. Gì nữa hết. Không. Một khi chàng bất động thì em mới có thể hành động. Chàng ơi, em sẽ chăm sóc cho chàng, nhưng em muốn được gọi một tiếng mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi. Mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức. Không biết giờ đây mình ngủ chưa. Bao đời ruộng nắng cằn khô. Rồi bây giờ Bơ Lan đã lên làm trưởng làng, còn trưởng làng đã qua đời vì vết thương năm cũ. Chàng ơi, chúng ta lại trước vong linh của cha đi chàng. Dạ cái này giống em chàng. Chứ cha đâu? Dạ đây. Ủa sao nó dương dương vậy? Dạ, hồi đó em tận em quên rút cái mũi tên ra. Hả? Cứ lại đại đi cha. Con lại cha. Cha ơi, siêu thoát được rồi đó cha. Vợ ơi. Dạ. Hôm nay là ngày anh tháo băng mắt. Anh sắp sửa được nhìn thấy vợ của mình rồi. Em sợ lắm. Em sợ cái gì? Em sợ chàng thấy đường rồi
chàng sẽ bỏ em. Em yên tâm đi, anh không phải là người như vậy đâu. Really? I swear. Quỷ à, chàng. Hả? Sao chàng lại yêu em vậy? Em chỉ là một người con gái bình thường, em có biết làm gì đâu nè. Là con gái phải biết giặt đồ nha các bạn nha. Là con gái phải biết rửa lau nhà nha các bạn nha. Là con gái phải biết rửa chén nha các bạn nha. Cái này phải đọc nha. Là con gái phải biết tập tạ nha các bạn nha. Đó, em có biết làm gì đâu. Em đâu phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng đó là người phụ nữ mà anh đang cần tìm. Bởi vì anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miều, người yêu đái cát cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Anh ơi, em tìm người yêu chung rồi. Em ơi, dạ. Anh muốn vào trong anh nghỉ. Dạ, vậy, vậy đi anh. Bơ Lan ơi, Bơ Lan. À, cơ bơ có Lan đây. Trời ơi, tự nhiên có nguyên một đám người. Người ta vô trong rẫy bắp của mình, người ta bẻ hết bắp của mình rồi. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn nói Bơ Lan giật chồng của nó nữa kìa. Trời ơi. Đó, em tôi đâu có tin đâu. Tôi mới đi dẫn nó lại tới nhà của mình để đôi dối nè. Trời ơi, nhà này vô. Dạ, vô. Tôi chính là Bơ Lan đây. Xin kính chào tiểu thư. Mày gọi ai là tiểu thư? Ở đây có hai người phụ nữ, tôi không gọi cô, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Chứ hai đứa này là gì? Con đó là phe địch, còn con này bán bạn cầu dinh. Bò xì. Tới đây làm gì? Tao tới đây để tìm chồng của tao. Đây là hình chồng của tao đó. Trời ơi, ảnh rồi. Tụi bay đâu? Dạ. Luôn xoát. Dạ. Dừng lại. Không đứa nào được làm gì vợ tao. Không đứa nào được làm gì vợ tao. Không đứa nào được làm gì vợ tao. À dạ, em là vợ anh. Đúng rồi, lưng của vợ tôi đây. Anh không đứa nào làm vợ tao. Anh Nam. Hả? Anh không nhớ em sao? Em là nữ, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, là vợ của anh đây. Sao? Tôi tên Nam mà. Đúng. Hả? Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sinh vào giờ mùa đông, giờ sổ tuất tí. Sinh vào giờ này thì thường khắc cha. Cho đến năm 16 tuổi mới hết lo âu về sự mồ côi cha. Hình như tôi. Ê, tôi nhớ. Ông sắp nhớ rồi kìa, mày làm cho ông quên đi. Tôi biết làm gì giờ. Đánh. Tôi tên Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sắp rồi, sắp ra nè. Sao càng quên càng nhớ vậy? Đánh mạnh lên. Sinh vào mùa đông, giờ sửu tuất tí, thường khắc cha, phải năm 16 tuổi mới khỏi lo âu về sự mồ côi cha. Tôi nhớ tôi là ai rồi. Đúng rồi, anh chính là anh Nam. Suốt bao năm qua, em đã kêu người đi săn bắt anh và bắt anh về được sào huyệt của em. Nhưng trong đêm tân hôn, anh đã chuốc rượu cho em say mềm và anh bỏ trốn. Tôi đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi. Cô bắt tôi phải lấy cô làm vợ. Tôi không đồng ý, đã bỏ trốn vào trong rừng sâu. Sau bao nhiêu ngày đói khát, cũng nhờ có Bơ Lan. Bơ Lan, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi không yêu cô. Em không cam tâm. Em không cam tâm. Bắt nó lại. Dạ. Anh nhìn tôi đi. Nhìn kỹ vợ của anh đi. Trời ơi, nghĩ sao tôi lấy con này làm vợ? Vậy tại sao? Tại sao anh lại đến nó? Anh nhìn kỹ đi. Trời ơi, con này khác gì con kia. Không phải tôi. Anh nhìn đi. Lưng vợ tôi nè. Trời. Thôi đi. Các người
người đừng có hành hạ anh nữa. Tôi chính là Bơ Lan nè, anh nhìn đi. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em giấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Em đã hiểu ý của anh rồi. Anh đi đi, anh về với người ta đi. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Thôi, tôi chọn Bơ Lan. Mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Đúng, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Trong tình yêu không có lỗi, lỗi là của con quỷ răng hô kia. Thôi được rồi, em sẽ chúc anh hạnh phúc. Em sẽ không làm gì anh nữa đâu. Tao sẽ trả thù. Bơ Lan, kể từ bây giờ sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu hai ta nữa. Bơ Lan. Anh đi đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đừng tìm em nữa. Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu. Đừng mà Bơ Lan, em anh về đi. Có chết em cũng không bước ra khỏi cái cây này. Anh về đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đi đi. Mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi. Anh mình yêu em ơi, nhớ. Anh yêu em là vì vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải vì nhan sắc. Quỷ à. Kệ anh đi ơi. Em anh không buồn đùa giỡn với tình yêu của em đúng không? Anh không đùa giỡn. Bởi vì em là gu anh mà. Chúng ta sẽ cùng nhau lên dẫn tấm lều lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng vui đến bao nhiêu. Hôm qua hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tủ lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Và xin chúc mừng cho thí sinh Tấn Phát đã hoàn thành tiết mục của mình. Xin một vài tay nữa cho thí sinh Võ Tấn Phát. Ơi Phát ơi Phát, cái dòng này lần đầu tiên tôi mới thấy em là một diễn viên rất là gan. Dòng nhạc bolero hát dở mà hát ngang mà không trúng một cái dây gì. Và còn xấu nữa thì rất là khó, em rất là thông minh. Em lấy hết những cái gì người ta sợ nhất em đem lên. Hát bolero phải đẹp, em đem cái xấu. Người ta hát hay thì em đem cái dở. Mà điều đặc biệt trong người của em, nó có cái điện và nó có cái tiết tấu rất là tốt. Và tin được là em là một cô gái xấu như vậy nhưng mà tính tình đẹp, rất hợp lý, thông minh để xử lý và rất là run sợ cho cái bản tài năng chết với em và Tuấn Anh hồi nãy. Tại vì hai đứa tụi em xuất sắc, mỗi một người 10 điểm. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Xin mời cô Hồng Vân ạ. Hai người cười hết pin luôn cưng. Trời ơi, chào thì nở thời hiện đại. Dạ con chào cô ạ. Thiệt luôn á. Nhưng mà chưa từng thấy một người phụ nữ nào mà xấu như vậy nhưng mà lại dễ thương như vậy. Quá là dễ thương luôn. Cái cốt truyện của cái tiểu phẩm này rất là hay luôn. Là cô tuyên bố luôn điểm của em là 10. Dạ, cảm ơn cô. Wow. Và xin chúc mừng cho thí sinh Võ Tấn Phát đã được 2 điểm số 10 đến từ ban giám khảo. Cảm thấy rất là vui là cái lúc mà xách cái vali ra đó là ba hát cái bài Mưa Rừng mà không giấu nữa. Thật sự mà cái biết rất là hay. Mưa rừng ơi mưa. Không, nhưng mà hợp lý là tại vì bạn là người thượng, bạn người miền núi cho bạn hát nó như vậy là đúng cái giai điệu miền núi. Đây là lần đầu tiên mà thấy Phát có nghĩa rằng là vô vai một cách mà bất chấp luật nhân quả luôn á. Mình xấu là mình xấu rất chỉnh chu, mình xấu tới nơi tới chốn. Mình lấy cái xấu ra để mình nói cái tốt, nhưng cái xấu này nó vô cùng tích cực. Cái vở này là một cái vở mà đánh vào cái tâm lý và đánh thức cái ý thức của con người ở trong xã hội. Đó là một điều mà làm rất là muốn nói. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ hai vị giám khảo, hai vị cố vấn.